MC Đức Bảo đài truyền hình Việt Nam xin lỗi vì gây tranh cãi, hiểu lầm. MC Đức Bảo đài truyền hình Việt Nam vừa lên tiếng xin lỗi khán giả vì phát ngôn được cho là của mình gây tranh cãi, xôn xao mạng xã hội mấy ngày qua. Mấy ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh MC Đức Bảo đài truyền hình Việt Nam gắn với phát ngôn về chuyện con cái, nếu đứa con sinh ra để kế thừa sự vất vả nghèo khó của bạn, vậy không sinh con cũng là một loại lương thiện. Ngay lập tức, phát ngôn này gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Câu nói của MC Đức Bảo bị cho là đụng chạm tới những người nghèo khó, vất vả trong xã hội. Sáng ngày 14 tháng 1, MC Đức Bảo đã có phân trần rõ ràng trên trang cá nhân. Nam MC chia sẻ và khẳng định, đây không phải phát ngôn của anh. Đầu tiên, Đức Bảo muốn khẳng định câu nói trên không phải là phát ngôn của cá nhân mình. Tuy nhiên, dẫn tới hiểu lầm này lại xuất phát từ việc bên cạnh trang cá nhân, mình còn có một bếp do ekip quản lý, chủ yếu đăng những hình ảnh hài hước đôi khi lồng một chút triết lý với mục đích đơn thuần là chia sẻ. Vậy nên, chia sẻ trên cũng là một phần trong số đó về một quan điểm tuy không phổ biến nhưng đáng để suy ngẫm về lựa chọn sinh con có trách nhiệm, Đức Bảo viết. Bên cạnh đó, MC Đức Bảo cũng bày tỏ suy nghĩ, quan điểm về phát ngôn nói trên một cách rõ ràng hơn trước người hâm mộ. Theo anh, câu nói này như một lời nhắc về trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Hãy mang con đến thế giới này khi đã suy nghĩ thấu đáo và có sự chuẩn bị tốt nhất trong khả năng có thể. Chắc chắn không ai muốn chứng kiến thêm những mảnh đời bị bỏ rơi, những em nhỏ thay vì được học tập, vui chơi lại bị ép lao động nặng nhọc trong những điều kiện tồi tàn nhất. Chỉ vậy thôi mọi người ạ. À. Nhưng cũng rất tiếc là câu trích dẫn mà mình chia sẻ lại ấy mang đến những hiểu lầm không đáng có, tạo ra cảm xúc tiêu cực cho một số người trong một tối cuối tuần đáng lẽ nên được thư giãn, giải trí, Đức Bảo phân trần. Nam MC cũng chốt lại quan điểm, sinh con hay không sinh con, điều kiện như thế nào là đủ hay chưa đủ đều là suy nghĩ riêng của mỗi cặp đôi mỗi gia đình. Cuối bài đăng, Đức Bảo cũng gửi lời xin lỗi mọi người vì những hiểu lầm, trải nghiệm không đáng có. MC Đức Bảo, sinh năm 1987 là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các chương trình truyền hình như Chúng tôi là Chiến sĩ, Cà phê sáng với VTV3. Đức Bảo bén duyên nghề MC khi giành giải nhất chương trình Én Vàng năm 2013. Năm 2022, Đức Bảo đoạt giải biên tập viên dẫn chương trình ấn tượng tại ấn tượng đài truyền hình Việt Nam anh cũng được chọn dẫn trong các sự kiện lớn như SEA Games 31, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Việt Nam Idol 2023.